tử vi thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày vn. 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương cần thêm kiên nhẫn để giải quyết mọi việc diễn ra trong ngày về mặt công việc của cung hoàng đạo này có thể sẽ gặp một số trở ngại nhưng nếu có sự quyết tâm sẽ giúp bạn không nản lòng mà luôn cố gắng làm việc thật nhanh về mặt tình cảm nhân duyên có lẽ đang rộng mở với chòm sao này bạn không nên bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ những người bạn khác giới vì rất có thể bạn sẽ gặp được ý trung nhân của mình tại đó những người kinh doanh Buôn bán nên thận trọng với các đối tác của mình nếu không bạn sẽ có thể gặp rắc rối hoặc mất đi cơ hội đầu tư tốt. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 20 và 88. Hai Cung Kim Ngưu tử vi 23 tháng 5 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu sẽ cảm thấy đầy cảm hứng cống hiến trong công việc và kết quả mà bạn nhận được sẽ rất cao. Hiệu quả công việc được cải thiện đáng kể sẽ giúp bạn hoàn thành tất cả những nhiệm vụ trong ngày với chất lượng cao và nhận được sự khen ngợi từ cấp trên cùng sự ngưỡng mộ từ đồng nghiệp thứ ba này có thể thấy rằng đào hoa nở rộ giúp người độc thân có thể được mai mối giới thiệu gặp gỡ với đối tượng tương xứng nhưng thành hay bại là tùy duyên số đây cũng là người bạn có thể tâm sự và bày tỏ nỗi lòng của mình nữa đấy tình hình tài chính của bạn trong ngày cũng tương đối tốt bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu với các đối tác sẽ rất có lợi cho công việc đầu tư của bạn con số may mắn của Kim Ngưu ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 19 và 66. Ba, cung song tử song tử có một ngày cắt lành, làm gì cũng tới nơi tới chốn, không gặp bất cứ khó khăn nào. Có lẽ bạn nên tập trung cao độ vào công việc nếu gặp khó khăn hãy mạnh dạn trao đổi với đồng nghiệp hoặc những người đi trước kể cả lãnh đạo công việc có được giải quyết thuận lợi hay không mức độ ăn ý trong quá trình làm việc cũng góp phần không nhỏ những ai còn đang độc thân sẽ cực kỳ hấp dẫn trong mắt người khác giới vào hôm nay tuy nhiên nếu bạn không rõ ràng giữa tình yêu và các mối quan hệ xã giao khác thì có thể bạn sẽ tự đẩy mình vào thế khó đấy gần đây cũng có rất nhiều cơ hội làm ăn tìm đến bạn. Đôi khi nó quá hấp dẫn và bạn muốn nắm bắt ngay lập tức. Tuy nhiên đừng vội vàng, hãy suy nghĩ kẻo đâm đầu vào rủi ro rồi mất tiền oan. Con số may mắn của song từ ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 87 và 99. 4 cung cự giả xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải giận mất khôn, không kiểm soát được bản thân nên có thể gây ra những hành động tiêu cực ảnh hưởng xấu về lâu về dài. Sẽ có nhiều sự thay đổi đột ngột về công việc trong ngày khiến bạn phải lo toan giải quyết. Càng những lúc như vậy bạn càng cần bình tĩnh để tìm ra giải pháp phù hợp. Chính sự cô đơn trong tâm tưởng khiến tròm sao này stress cực độ. Bạn cảm thấy không ai có thể hiểu và chia sẻ được với mình ngay cả nửa kia. Vì điều này mà hôm nay bạn khá lạnh nhạt với người ấy. Có thể thấy rằng tình trạng sức khỏe của cự giải lại không được tốt lắm, chủ yếu là bệnh cũ tái phát gây mệt mỏi và có thể diễn biến bất thường. Bạn nên thăm khám để có hướng điều trị kịp thời. Con số may mắn của cự giải ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 68 và không Nam, cung sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử sẽ thay đổi thất thường vì thế nên bạn sẽ rất dễ nổi nóng và khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Thứ ba này bạn nên thể hiện nhiều hơn trong công việc. Làm như vậy bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn từ mọi người xung quanh và đường tiến thân cũng sẽ rộng mở. Thời gian này, các cặp đôi có vẻ có ít thời gian dành cho nhau. Vì thế nên mối quan hệ cũng không được hòa hợp và thắm thiết cho lắm. Hãy cố gắng hâm nóng mối quan hệ đi nhé. Sức khỏe của cung hoàng đạo này sẽ ít nhiều gặp vấn đề. Bạn nên tăng cường luyện tập vừa sức để nâng cao sức đề kháng. Con số may mắn của sư tử sư tử ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 78 và 90. 6. Cung xử nữ tử vi phương Tây cho thấy xử nữ cảm thấy bứt rứt không yên mà không rõ lý do tại sao. Bạn làm gì cũng bồn chồn và vụng về hơn hẳn thường ngày. May mắn là dù tâm trạng không tốt cho lắm nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng công việc của bạn trong ngày thứ ba này. Dù vậy bạn cũng không cảm thấy hài lòng với bản thân cho lắm. Về phương diện tình cảm đối với những độc thân có thể quan tâm và chăm chút cho hình ảnh bên ngoài của mình hơn một chút vì nó có thể mở ra cho bạn các cơ hội do tạo được ấn tượng tốt với những người bạn tiếp xúc chòm sao này không nên quá tin vào một ai đó hoặc nghe theo những lời dụ dỗ đường mật mà đánh mất tiền bạc của mình trong ngày hôm nay tốt nhất hãy tập trung vào kế hoạch tiết kiệm thì hơn con số may mắn của xử nữ ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 09 và 88. 7. Cung Thiên Bình Thiên Bình đang có một ngày mới bắt đầu bằng sự cố gắng để có được ổn định trong công việc. Bạn đang nỗ lực hết mình trong công việc và có vẻ những cố gắng của bạn đang dần cho thấy những kết quả khả quan. Hôm nay là một ngày làm việc vô cùng hiệu quả với bạn. Những cặp đôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhau hơn và điều đó giúp mối quan hệ giữa hai bên tiến triển rất tích cực. Tròm sao này hãy nhớ rằng việc chi tiêu một khi bị vấn đề cảm xúc chi phối thì sẽ dễ phung phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết. Bạn nên tránh thói quen xấu này. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 23 và 42. 8. Cung bọ cặp bọ cặp hãy tìm cách tận dụng mọi cơ hội mình có trong ngày. Thứ ba này bạn sẽ đạt được những thành quả tốt trong công việc, đặc biệt rất được lòng cấp trên. Nhìn chung ngày này bạn chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thôi, những cái khác không cần quan tâm. Về phương diện tình cảm, những người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp trong ngày. Tuy nhiên, có cơ hội nhưng nếu bạn không chịu mở lòng thì cũng chẳng có gì khác biệt. Vấn đề tài chính dự báo có tiến triển tích cực, bạn dễ có được khoản tiền bất ngờ trong tay. Tuy nhiên, nên cẩn thận việc chi tiêu, chớ vung tay quá chán vì một phút nông nổi. Con số may mắn của bọ cạp ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 55 và 66. 9. Công nhân mã nhân mã sống tình cảm tốt bụng nhưng cũng dễ nổi cáu chỉ vì những chuyện nhỏ. Bạn đang đứng trước nhiều lựa chọn khó khăn sau khi cố gắng trốn tránh thực tại. Nếu chẳng may nghe những lời đàm tiếu hay nói xấu mình thì nên sáng suốt tìm cách xử lý chứ đừng nổi nóng. Chòm sao này yêu bằng sự cuồng nhiệt và nhiệt huyết luôn nghĩ về mọi thứ cho nửa kia. Ngày hôm nay sẽ chứng minh bạn đã sai khi nghĩ rằng chỉ có thể yêu bằng lý trí. Mệt mỏi vì không còn nhiều thời gian để kiếm tiền như trước. Gần đây Cáp Nhi cần đến khá nhiều tiền để mua xe. Mua đất hoặc sắm đồ áo cho một sự kiện quan trọng, áp lực tiền bạc rất cao. Con số may mắn của nhân mã ngày 22 tháng 5 năm 2023 là 23 và 56. 10. Cung Ma Kết Tử Vi hàng ngày 12 Cung Hoàng Đạo nói rằng Ma Kết đang đặt ra cho bản thân khá nhiều mục tiêu cùng lúc điều này sẽ chỉ khiến bạn mau chóng kiệt sức mà thôi. Có vẻ như công việc của chòm sao này sẽ không có nhiều tiến triển cho lắm. Nếu như bạn không tự thúc đẩy bản thân mình cố gắng thì sẽ khó lòng nào vượt qua được giới hạn của bản thân. Ngày này bạn có cơ hội gặp gỡ với nhiều người khác phái. Nhưng bạn chưa thật sự cảm thấy sự rung động từ ai. Đừng lo lắng, vì người đó vẫn còn đang đợi bạn ở đâu đó mà thôi. Thứ ba này vẫn chưa có cơ hội để tròm sao này có thể cải thiện tình hình tài chính của mình và bạn chắc sẽ phải chờ lâu mới có cơ hội tốt hơn. Con số may mắn của ma kết ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 21 và 56. 11. Cung Bảo Bình Tử Vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình cảm thấy thật bế tắc và bận rộn, bạn muốn có nhiều thời gian hơn để làm mọi thứ. Công việc khá trồng chất và bạn sẽ phải xây dựng các kế hoạch trước khi thực hiện nếu như không muốn mọi chuyện trở nên hỗn loạn hơn. Trước hết hãy phân loại theo mức độ ưu tiên để quản lý mọi thứ tốt hơn. Về mặt tình cảm không khiến bạn hài lòng. Dường như bạn và người ấy không còn những cảm xúc ban đầu khi yêu. Không còn những lời ngọt ngào, lãng mạn thay vào đó là sự xa cách và lạnh nhạt. May mắn tài chính có thể chưa đến và bạn chưa thể tìm kiếm một điều nào đó mới mẻ trong các kế hoạch kiếm tiền của mình. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 87 và 90. 12. Cung song ngư tử vi ngày mới cho biết song ngư hãy cẩn trọng trong việc ứng xử vì có thể sự thẳng thắn của bạn đôi lúc khiến cho người khác phật lòng. Thứ ba này bạn sẽ có một ngày làm việc khá căng thẳng. Những cuộc họp kéo dài khiến tròm sao này cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Nhưng nếu là việc không thể tránh thì hãy cố gắng thích nghi ngư nhi nhé. Về phương diện tình cảm của tròm sao này đang có rất nhiều biến động. Vì bạn chưa chia sẻ được nhiều với đối phương nên có những hiểu lầm không đáng có. Đây có lẽ không phải là một ngày may mắn về tài chính đối với chòm sao này, cho nên bạn cần cố gắng thắt chặt việc chi tiêu một chút để hạn chế những rắc rối trong chuyện tiền bạc. Con số may mắn của Song Ngư ngày 23 tháng 5 năm 2023 là 21 và 99.